cái nền dân chủ của nước Mỹ đó thì là thế nào cũng bị sập bẫy, không sập bẫy cách này nó sập bẫy cách khác. Dạ vâng, bây giờ nói lại cái chuyện nền dân chủ, nói chuyện bầu cử, mình trở lại cái cộng đồng mình đó bác. Thì bác nghĩ sao về cái vấn đề tranh cử trong cộng đồng mình trong mấy tháng gần đây? Đây là cũng là cái điều mà tôi cũng là muốn đề cập tới cái gần nhất, cái thiết thân của mình đối với thị xã Westminster, không ạ? Cái cuộc tranh cử mà bây giờ đó là mình thấy Ted Bùi rồi Kimberly Hồ rồi vân vân. Tôi nhớ rằng thì là có một cái ông có một cái ông dân biểu Việt Nam Cộng Hòa mà ông dân biểu một kỳ đó, ông ấy tên là ông Nhân. Ông ấy làm ở ngoài xây dựng nông thôn với tôi đó. Thì ông ấy có nói một câu hay lắm. Ông ấy nói rằng thì là nước Mỹ là trong những cái cuộc bầu cử này đó thì là mình là nhà báo thì mình có chút cháo rồi, được quảng cáo mà. Và ông ấy còn nói là nhưng mà cháo này là cháo bào ngư chứ không phải là đấy, cái ông dân biểu một kỳ ông Nhân đó. Thành ra bây giờ thì cũng theo cái nhận xét mà nó nhận xét rất đúng thì Khải Đào không biết là trong cái cuộc bầu cử bây giờ đó thì là có cháo chưa. Cháu thì cháu chứ chị cháu không biết, nhưng mà hy vọng nếu mà đây là cái cơ hội để mà cháu có thưa với bác đó, mình có thể mình tạo dựng để mình xây dựng mà sau này mình duy trì được một cái tờ báo của mình, một cái bản tin, đúng không ạ? Có thể là trong giai đoạn này bản tin của mình nó chủ yếu là nó tiếng Anh nó gọi address, address tiếng Việt mình có nghĩa là mình tập trung vô vấn đề bầu cử, phải ngoài thông tin nhận định rồi này, cái bình luận về bầu cử, rồi dựa vào đó hy vọng mình sẽ xây dựng và duy trì được cái bản tin của mình để mà gọi là làm truyền thông. Mặc dù nhiều người nghĩ bây giờ cái báo in là nó không còn tương lai nữa, nhưng mà cháu nghĩ không còn tương lai để mà làm giàu là làm tỷ phú rồi này kia thôi, đúng không bác? Chứ còn nếu mà thật sự cái hoài bão của mình, cái trách nhiệm, cái gọi là cái đam mê của mình, cái nghiệp của mình đã là làm báo thì cháu nghĩ là dù sao đi nữa báo giấy thì nó vẫn có cái vai trò của nó, nhất là trong một cái cộng đồng của mình, có phải vậy không? Đúng, nó là tôi nhớ đến cái tờ Việt Weekly hồi xưa đó. Mình phải liệu cơm gắp mắm, Đó, mình in ngàn lấy số, mình cái vấn đề nó là vấn đề nội dung, cái vấn đề là mỗi một nhiệm kỳ, mỗi một tuần lễ hay là 2 tháng một lần, mình có một trong những các cái đề tài đó. mà nó nổi trội trong cộng đồng. Cái vấn đề nó là mình tự đánh hơi, mình tự tìm một cái chỗ đứng của mình Với sẵn ở cháu trong. thưa với bác luôn, tức là nếu nói về tactics đúng không ạ, tức là mình như bác nói lựa cơm gắp mắm, hoặc là mình cũng phải tùy cơ ứng biến, thì mình học được bài học của Việt Weekly đúng không bác, tức là để mà duy trì được, bảo vệ được cái sự sinh tồn tồn tại của tờ báo đó. Thì thay vì như hồi xưa Việt Weekly có thể cái hồi đầu người ta thấy là người ta ôm cái mộng làm giàu để mà thay thế người Việt đúng không ạ? Giả dụ in 1.000 tờ bán lời được 1.000 đô, in 5.000 tờ bán lời 5.000 đô một tuần đúng không bác, sau này in 10.000 tờ thì coi như mỗi tuần có 10.000 là thời đó lớn lắm rồi, có phải vậy không ạ? Thì có thể cái hồi đó là cái mộng của họ là như vậy, nhưng mà ngược lại nó là con dao hai lưỡi như bác nói đúng không ạ. Mình in báo ra được mà mình không bán được, tức là mình in báo để mà mình làm giàu thì đó là mình thành công thì mình sẽ giàu, nhưng mà ngược lại nếu mà mình dựa vào bán báo đúng không bác, để mà mình làm giàu, mà nếu mà bây giờ đối thủ người ta triệt cái con đường bán báo của mình, tức là người ta biểu tình, người ta chống phá Đấy đúng đúng không ạ, thì mình sẽ nha. chết, Đấy có phải không ạ? Thành ra cháu chủ trương là cháu đi ngược lại, tức là cháu không làm giàu bằng bán báo, mà cháu chủ trương là nếu mà cái nguồn hỗ trợ mình nó đến đâu thì cháu in đến đó. Có nghĩa chủ trương của cháu là cạnh tranh với mạng xã hội bằng cách gì? Bằng cách là mình in báo thật rẻ. Chủ trương của cháu là phải mấy chục ngàn số một lần mình phát hành. Giống như tại sao mà lên Phúc Hoa Sa TV họ có cả triệu view đúng không ạ? Thì mình cũng phải như vậy, có nghĩa là
Nếu mà cái số người yểm trợ chỉ có thể in được 20.000 số thì mình sẽ phát hành 20.000 số. Nhưng mà nếu sau khi phát hành 20.000 số mà có thêm người yểm trợ ủng hộ thì lại mình lại tăng số lượng phát hành lên hoàn toàn miễn phí. Bác bi cho nó ạ. Chứ không có phải là mình in ra để mình bán, mình ngồi chờ mình bán để mình làm giàu. Thì là người ta sẽ dùng cái gọi là cái gọi là cái đánh vào cái kế hoạch, cái mộng ước của mình để mà ngăn chặn cái là triệt hạ cái tương lai của cái tờ báo của mình. Thành ra mà mình coi như là vào nhỏ ra to, Dạ vâng. tới cái lúc mà mình có một cái bước lên rồi, mới đầu người ta thấy mình không nguy hiểm, Dạ. không phá mình ngay, Dạ. thế nhưng mà mình đã có một số độc giả rồi, Dạ. tới lúc bây giờ ngoảnh đi ngoảnh lại đó thì là mình có một chỗ đứng, Dạ. một chỗ Tức đứng. là lần trước mình đã ra 50.000 số rồi, và cái đó là cái chủ trương đường lối của tụi cháu là phát hành số lượng lớn. Dạ. Tức là trong tương lai cháu còn mơ, cháu nghĩ nó không phải là hoang tưởng mơ ước đâu. Tức là cái kế hoạch, tức gọi chung là cái đương nhiên cái kế hoạch nó khả thi và cái kế hoạch mình mong muốn, đúng không ạ? Thì cái kế hoạch khả thi mình đã in được 50.000 số rồi. Thì cái kế hoạch mà cháu mong muốn là cái số tới mình có thể in lên đến cả 100.000 số. Dạ, cái đó là cái kế Không, hoạch của cháu. theo tôi thì theo tôi thì tôi khuyên ngay là cái số độc giả ở đây nó cũng phải là vừa hiếm một chút, Dạ. cái vấn đề, cái nội dung, cái đề tài của mình nó hay, Dạ. hoặc là nó kể cả nó cũng không rẻ tiền để mà giật gân. Dạ không, Nhưng mà dạ. trong cái mùa tranh cử, Đó. trong cái mùa tranh cử này đó thì mình thấy rằng thì là nó dễ có những các cái đề tài giật gân, Dạ đó. và không cần phải là in nhiều, Dạ. để mà người ta để người ta tìm, Dạ. cái quần chúng nó buồn cười lắm, cái quần chúng này nó gần như là nó bị điều kiện hóa, À. quần chúng của nó nó thấy phát nhiều quá, nó cũng giống như là À. Ủi thực. mấy cái người mà tin lành đó cứ đứng mà phát mấy cái tờ flyer đó, người ta không đọc Người mà ta coi thường. mà cái tờ đó tôi thấy hay lắm, À. thế thành ra đó là mình cứ vừa sức để cái vấn đề là cái nội dung, Dạ. cái đề tài. Với cái điều đó nếu bác giống như là sẵn mình thưa với mọi người luôn là tụi cháu cũng không chủ trương như là hồi xưa mà báo cái thời mà còn dư thừa, bác nhớ tờ Người Việt lên cả mấy chục trang, đúng không ạ? Tức là một lần in báo là chữ nghĩa cho thật nhiều, viết cho thật dài để mà có mấy chục trang để mà nó gọi là fill, đúng không ạ? Để mà đắp cho đủ mấy chục trang bài viết. Thì mình cháu không chủ trương như vậy, kể cả như bác nhớ hồi xưa Việt Weekly cũng phải 5-70 trang, 8-90 trang, có phải vậy không ạ? Thì một tuần như vậy thì nói chung bài viết thì như bác nói thật sự chỉ cần một vài bài nó có giá trị thôi, giống như là hồi xưa cô Hoàng Dực Thảo, Đào Nương, có phải vậy không ạ? Cháu nhớ tờ Sài Gòn Nhỏ hoặc là kể cả tờ Tiền Phong, tức là mỗi lần mà cháu đọc báo cháu chỉ đọc có 2-3 bài thôi, những cái Đúng. bài bình bút bí phím luận hay này này kia thôi, đúng không ạ? Chứ cháu không có nhu cầu mà ngồi phải đọc cho hết 100 trang. Thành ra cháu nghĩ cái tờ bản tin của mình nó 8 trang như vậy cũng rất đủ, gọi là đất, đúng không ạ? Đủ dư cái chỗ để mình trình bày những cái gì cần trình bày rồi, chứ không cần phải phải dài dòng dung dài viết lung tung. Đấy là nó là cái nội dung, và nhất là cái mùa tranh cử này Dạ đó thì đó. cái đề tài nó là dễ giật gân lắm, Dạ đó. bênh người này chống người kia gì đó, Dạ. mình không để trở thành cái loại mà đâm thuê chém mướn, Dạ vâng. nhưng mà mình Dạ. là cái tiếng nói của lương tâm, của dư Tức luận. là bác với cháu mình đã đi con đường này rất là lâu, giống như những người biết Phố USA TV, đúng không ạ? Tức là anh ta phải có cái hướng đi, biết mình làm cái gì và kiên định cái con đường của mình mới tạo được cái chỗ đứng. Chứ mình không có bán rẻ, đúng không ạ? Không có chực giật. Bởi vậy bác nhớ cháu lên án những người mà cháu gọi là cơ hội chủ nghĩa lưu manh rồi ăn xổi ở thì, đúng không ạ? Thì chắc chắn cháu sẽ không đi vào con đường đó. Tức là không phải nghĩ đây là cái cơ hội để mà
gọi là đánh mướn chửi thuê, là nhận tiền người này để mà tranh cử, để mà nói tốt cho người kia, ví dụ như vậy, thì rõ ràng mình không có bỏ ra mấy chục năm cuộc đời của mình để bây giờ mình đi bán rẻ cái công sức của mình, cái danh dự của mình như vậy. Nhưng mà thế này, khi mà Khải Đào cứ cố cố nghĩa là gọi là để mà giữ cái vai trò của mình đó, thì tôi theo tôi cho rằng thì là nó cũng sơ cứng và ví dụ như anh vừa rồi mình nhắc lại tờ Việt Weekly thì cái tờ Việt Weekly đó là lúc đầu là tôi cũng có cái dịp mà cộng tác với họ thì lúc bây giờ đó là tôi có một cái mục là chuyện chính trị bên bàn cà phê tức là chuyện hồi đó là tôi cho là một trong những bài mà có chất lượng có chất lượng. Thế nhưng mà sau khi mà nó đã bung ra được một cái vùng nào đó rồi đó, đỡ cái gì đó, thì đây nó là cái tài của Vũ Hoàng Lân, và cái cơ hội của Vũ Hoàng Lân là nó lại vừa dịp nó có những các cái có những các cái chuyện mà trong nước nó mời các nhà báo hải ngoại về, Nguyễn Phương Hùng, Vương Hiếp, rồi Hoàng luật sư Hoàng Duy Hùng, rồi thì là Etcetera, Nguyễn Quang Trường vân vân đó, thì Vũ Hoàng Lân phố Bôn Sa TV đó, hắn ấy gãi đúng được cái chỗ ngứa, hắn ấy một trong cái khẩu hiệu của hắn ấy là không có gì không thể hỏi, tức là hắn ấy bước một cái bước rất xa để mà hắn ấy nắn được cái gân cốt hải ngoại là của những các cái chính khách hải ngoại thì nó cũng ấu trĩ lắm chứ cơ. Những các cái nhà mà làm chính trị ứng cử dân biểu hay là nghị viên nghị sĩ và gì đó, nó cũng là cái loại ấu trĩ thôi, nó nắm được cái yếu tố là cái bức xúc của dư luận, cái bức xúc cái mà cũng cũng rất là trẻ con, cũng rất là trẻ con của những cái cử tri hay là những người mà đi ra ứng cử, chứ không phải là những nhà mô phạm nghiêm túc có một cái lề lối quan trọng mà không thèm dây đối với lại Việt Weekly. Thành ra Việt Weekly nó trèo lên ngay một cái điệp đó là cái khẩu hiệu của hắn ấy là không có gì không thể hỏi, tức là nó bắt mạch được cộng đồng, là cộng đồng có những bức xúc, người nào cũng muốn phát biểu, người nào cũng muốn nói. Cháu nghĩ cái đó là cái mặt nổi đó bác, tức là nhiều người đến bây giờ thì nhìn thấy là nghĩ là Phú Quốc Sa TV là thành công là nhờ gãi đúng chỗ ngứa, nhưng mà cháu nghĩ thêm một cái nữa là họ không có thấy được cái tầm nhìn cũng như cái tư cách, cái sự mà ở Việt Nam nhà nước Cộng sản người ta gọi là Đảng Cộng sản người ta gọi là kiên định lập trường, đúng không ạ? Tức là mình phải có một cái vision mà người khác không thấy được, mình thấy được, đúng không ạ? Rồi mình ra một cái kế hoạch và mình phải kiên định lập trường, đeo đuổi cái con đường đó.